Rick, ok và hai. Đây là video 100 ngày Minecraft ngoài vũ trụ, sinh tồn siêu khó. Vũ trụ là nơi tập hợp của các hành tinh, những ngôi sao, thậm chí còn có nhiều dải thiên hà. Ngoài ra, còn sở hữu những hạt nguyên tử nhỏ nhất, chứa những vật chất và năng lượng vô cùng lớn. Và còn vô vàn những sinh vật mà con người chưa từng biết đến. Trong video lần này, thì mình sẽ vào vai một nhà phi hành gia, sở hữu con tàu vũ trụ khổng lồ, đi vào không gian để nghiên cứu, tìm hiểu và khám phá vũ trụ bao la rộng lớn. Liệu chỉ với một mạng duy nhất thì cuộc hành trình của mình sẽ ra sao, kết quả thế nào? Các bạn hãy đón xem đến cuối video để biết câu trả lời nhé. À, trước khi bắt đầu video, đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký cũng như là bấm vào nút chuông thông báo để mình có thể cán mốc 100.000 subscribe nhé. Siêu cảm ơn và chúc bạn xem video vui vẻ. Ngày đầu tiên, mình được spawn trên con tàu vũ trụ vô cùng hiện đại với những trang thiết bị máy móc tối tân. Cầm trên tay là một bộ thiết bị vũ trụ. Khi mình kích hoạt thì được một bộ quần áo phi hành gia, có luôn cả bình dưỡng khí và mặt nạ oxy, gắn cả radar nữa. Không đợi chờ gì thêm, mình đi vài vòng để khám phá con tàu này. Ở trên này thì có rất là nhiều phòng trống chưa được sử dụng. Và ở trên thì có cả một cái thang máy để dẫn lên trên nữa. Và kích hoạt thang máy này chỉ cần bấm vào địa cảm biến là nó dẫn mình lên trên. Ở đây, ngoài cái cây cô đơn này ra thì còn có một cái thiết bị hút oxy từ cây để cung cấp cho con tàu nữa. Mà cái cây ngoài vũ trụ này làm sao mà lớn được thì mình cũng không biết nữa. Dẹp tạm cái vấn đề là làm sao cây lớn được sang một bên thì mình trước tiên cứ lấy gỗ của nó trước đã. Có gỗ rồi thì mới làm được những cái công cụ khởi đầu, đúng không? Sau khi chặt cây xong thì mình đã đi đập lá để xem nó có rớt ra mầm không. Nếu mà không rớt ra mầm thì chắc khóc luôn. Nhưng mà may quá, đập mãi thì cuối cùng cũng đã rớt ra được mầm rồi. Mình mừng rớt nước mắt luôn. Mà hình như không khí trên này có vẻ loãng hay sao ấy. Cái mầm cây rơi cũng từ từ mà mình nhảy lên rơi xuống cũng rất từ từ. Mà nhìn cái bầu trời xem, xa xa kia các bạn có nhìn thấy không? Đó là trái đất đấy. Nhìn bẹt ví à. Tít đằng xa như thế thì mình nghĩ là cách vài nghìn năm ánh sáng. Đấy không? Bên này nhá, cái mặt trời nó còn nhìn còn gần hơn là ở bên đằng bên đấy. Đó, nó còn to hơn cơ. Sau khi ngắm sao và quan sát vũ trụ chán chê, thì mình đi xuống căn cứ dùng gỗ để craft ra cái bản chế tạo. Mình cứ nghĩ là được cái bản chế tạo không gian thì nó sẽ đặc biệt lắm, nhưng mà nó cũng chẳng khác cái gì cái bản chế tạo ở mặt đất bình thường cả. Nó vẫn thế thôi. Sau đó thì mình xem cái bảng tiến trình thì mình cần làm một cái, đó là cái crook, những cái gậy mà để khều con sâu ấy. Nếu mà có sâu rồi thì chắc chắn sẽ làm được tơ tằm và chế được chỉ các thứ. Nói chung là vẫn cứ phải chờ theo tiến trình thôi. Sau đó không chần chờ gì nữa, mình lấy cái cây này đi ngoắc con sâu á. Và đập mãi thì cuối cùng cũng ra sâu. Mà sâu này nhá, nếu đói còn có thể ăn được nữa cơ. Thơm phức. Béo béo giòn giòn, thơm ngon, mời bạn ăn nha. Mà nha, cái cây này ngoài đập được sâu ý thì nó còn cho mình rất là nhiều mầm nữa. Kiểu tăng tỷ lệ ra mầm á. Đó, đập có một tí mà đã ra được 7-8 cái mầm rồi đây này. Đập hết cái tán lá này đi thì mình được tận 12 cái mầm liền. Với những cái mầm này thì mình trồng xuống và tự đặt câu hỏi là liệu có thể dùng lực ma sát của con quái thú trong quần mình để cho cây mau lớn không? Và kết quả ngoài sự mong đợi của mình luôn, nó hoạt động hiệu quả các bạn ạ. Nó cung cấp một cái năng lượng gì đó xanh xanh cho cái cây ấy, và cái cây nó rất mau lớn. Thì ra cây ngoài vũ trụ thì nó cũng giống cây ở thế giới đá. Không chần chờ gì nữa, có tán lá rồi thì mình bắt đầu thả sâu lên. Sau vài ngày thì mình cũng đã quen dần với việc sống trên tàu vũ trụ. Ở đây thì ngủ trên giường đó là một điều cực kỳ xa xỉ luôn. Vì làm gì có trọng lực đâu, lúc nào cũng nơ nửng hết trơn. Thế là phải ngủ đứng trong khoang, trông kiểu nó khum núm thực sự ấy. Nhưng mà không ngủ thì lấy đâu ra sức mà làm việc. Chưa kể nhá, lại còn phải có thời gian nạp lại năng lượng thì mới có thể ngủ cơ. Trong mấy ngày chán chết này thì mình còn nhận được hòm tiếp tế nữa. Mình được cái thuốc gọi là chống bức xạ mặt trời này, xong rồi còn có kẹo này, bình oxy mới và còn thêm cái bao đựng nữa. Và cả những cái dây móc nữa. Nói chung là mấy cái này là toàn những cái vật dụng cần thiết thôi. Với những cái dây móc này thì nó có thể giúp mình gọi là đi đến những cái mục tiêu khác gọi là đơn giản hơn. Nói chung là tới này mình sẽ dùng nó để kéo thiên thạch về hoặc là để di chuyển sang những cái thiên thạch khác, giúp mình có thể nghiên cứu và khám phá được cái vũ trụ này một cách đơn giản. Sau đó thì mình lại tiếp tục đi lên trên. Vài ngày rồi thì sâu nó cũng đã ăn hết lá, tạo thành kén ấy. Và bây giờ thì mình đã thu hoạch những cái kén này được chỉ rồi. Nhưng mà cái chỉ này thì nó lại hơi dư thừa một chút. Tại vì trong hòm tiếp tế nãy có một stack chỉ mà. Giờ lấy thêm chỉ cũng chả biết làm gì nữa. Nhưng mà thôi, méo mó có còn hơn không. Ít ra thì nó cũng giúp mình gọi là hoàn thành tiến trình để nhận thưởng á. Nói chung là cũng tạm được. Với cái móc đã có từ hòm tiếp tế thì mình đã dùng nó để đi khám phá những cái thiên thạch khác. Nhưng mà mình vô tình lại tìm thấy một cái căn cứ khá là lạ lùng ở đây.
Mà ở trên những cái căn cứ này thì có mấy con quái khá là đáng sợ. Nên là để tránh việc gọi là giao lưu và chiến đấu võ thuật với bọn nó thì mình đã chọn cách là tránh xa chúng nó ra và tiến thẳng vào căn cứ. Ở trong này thì mình tìm thấy được khá là nhiều những cái vật dụng và những cái đồ gọi là hay ho luôn. Điển hình như là kiểu nấm địa ngục này, không hiểu tại sao nó có thể mọc được ngoài không gian. Ngoài ra thì mình còn tìm thấy được một cái máy móc này cũng khá là kỳ lạ, khá là nhiều khá là luôn rồi đấy. Nhưng mà thực sự nó khá là kỳ lạ luôn, pin thì hết nữa, mình cũng chưa biết sử dụng nó như nào nữa. Cái này hình như nó là ổn định trọng lực để giúp nó cân bằng hay sao á. Và ở đây thì lại còn có một số máy giúp thiết kế tên lửa này, xong rồi thiết kế xe đi trên mặt trăng. Nói chung là cái máy này thì nó là một trong những cái máy mà gọi là chế tạo các thứ bla bla lủng đấy. Mình cũng không biết giải thích như thế nào nữa. Mà đây nhá, trong cái phòng điều khiển này thì nó còn có cả kiểu bản đồ dẫn đến các hành tinh khác, gọi là xem hệ sao nào, hệ sao kia ấy. Chuyên nghiệp thực sự. Đó, các bạn thấy còn đây là kiểu cái vệ tinh mình đang ở đâu á, nhìn là phát biết ngay thông số, còn xem được cả giờ nữa. Nói chung là đây là kiểu cái phòng điều khiển ấy. Nhưng mà ở đây kỳ lạ một cái là không có ai. Mà cái căn cứ bên này thì mình thấy nó xịn hơn cái của bên kia của mình, tại vì nó có từng khoang chia ra gọi là rất là kiểu chuyên nghiệp luôn. Khu nghiên cứu này, đấy, kiểu như phòng đây gọi là phòng chế tạo máy đi. Nó có mấy cái bàn chế tạo nó trông chuyên nghiệp hơn mình nhá. Xong rồi tiếp theo lại có một cái buồng ngủ nữa. Nói chung ở đây có rất là nhiều cái ngăn giường luôn. Chắc ở cái tàu này đông nên là mọi thứ ở đây nó sắp xếp mọi thứ nó rất là ngăn nắp và kiểu chuyên nghiệp ấy. Còn có cả những cái máy và bảng chế tạo nữa. Thế là mình gọi là tiện thì mình đào về dùng luôn. Nhưng mà giờ mình cũng chả có cái nguyên liệu gì để có thể làm chế tạo mấy cái đấy cả. Nên là giờ cứ mang về thôi. Còn mọi thứ thì cứ tính sau vậy. Mà thề cái mốt này trời ghét dã man. Đồ rơi ra nó không rụng xuống đất mà nó cứ lơ lửng trên trời, cứ phải nhảy lên để nhặt cơ. Những ngày tiếp theo đợi chờ mòn mỏi thì nó cũng chẳng được thêm mòn biết tế nào cả. Đến lúc này thì mình mới biết là bây giờ mình phải tự lực cánh sinh rồi. Mà những cái thứ cần thiết cơ bản khởi đầu nhất đó chính là gỗ. Đó là thật nhiều gỗ, nên mình đã quyết định là trồng và chặt thật là nhiều cây. Sau đấy nhá, chặt cây nhiều thì mình còn phát hiện ra là trong cái mod pack này còn có cả van miner nữa. Chặt phát là bục nguyên cả cái cây to tướng luôn, mất hết lá kiểu luôn. Nhanh ơi là nhanh, tiện ơi là tiện. Và mãi sau này thì mình mới biết là nó có cái van miner. Mất công thực sự, cứ chặt từng khúc một. Đấy, bục như này một phát có phải là nhanh không? Quá là thế giới, quá là tuyệt vời luôn. Sau khi mà chặt cây chán chê thì mình sẽ tạo một cái Warp Crucible. Mấy cái Crucible này thì nó có cái chức năng là tạo nước. Nói nôm na nó như một cái chậu ấy, xong rồi cho lá và nhẵm ấy là nó sẽ tạo ra nước ngay thôi. Đấy, đơn giản dễ hiểu, nhìn phát là hiểu luôn. Mấy cái lá này được kích thích là ra nước ấy. Sau đó thì mình chế tạo thêm cúp để đi đào mấy cái đá ngoài vũ trụ này. Nói chung là muốn đào được đá thì phải tới mấy cái tiểu hành tinh khác, tại tàu mình toàn sắt thép rồi mà. Nên là mình cứ đu đu bay bay là để đi đào đá đào đất thôi. Đây là đất ngoài hành tinh, đá ngoài hành tinh. Mà sau khi đào được 100% là mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đấy, các bạn có thấy hình ảnh là mình đang đập đá trong vũ trụ không? Rất là thế giới luôn. Đó, đập đá từ lòng đất xong rồi ra ngoài vũ trụ. Đấy, thế giới điện ảnh thật sự luôn chứ. Mà nha, đúng kiểu đập đá thì toàn đá là đá. Đá vũ trụ với cả đá trái đất thì cũng chả biết có khác gì nhau không. Nhưng mà chả thấy một cái kim loại gọi là quý hiếm nào cả. Nhưng mà thôi, cứ đập đá để hoàn thành nhiệm vụ thôi mà. Đó, hỏng hết bao nhiêu cây cúp rồi mà mới đập được một tí đá này. Nói chung là nhiệm vụ nào cũng phải trải qua đắng cay ngọt bùi thì mới trân trọng được cái phần thưởng mà mình nhận được đúng không? Sau khi mà mình đã hoàn thành cái này rồi thì mình mới có thể tiến sang cái khác được. Nói chung là cũng khá mệt mỏi đấy. Mà bây giờ để nghiên cứu tìm cách mà về tàu mẹ thì còn mệt hơn thế này. Vài ngày sau khi đập đá mệt mỏi ở ngoài vũ trụ thì mình đã trở lại nhà và chế tạo một cái hòm để có thể cất đồ. Nói chung là cái giường chứa đồ ngoài không gian này thì nó chả khác gì cái giường ở trong trái đất cả. Các bạn thấy cái totem màu hồng này không? Mình hoàn thành nhiệm vụ đập đá được cái đấy đó, mà cũng không biết làm gì. Mình thử kết hợp hai cái đá vũ trụ lại với nhau thì tạo ra được đá thường. Mình tạo một đống đá luôn để hoàn thành nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ tạo đá này thì mình sẽ được nhận một stack cá chín. Rồi sau đó thì mình lại tiếp tục tiến bước vào trong không gian để tiếp tục đi đập đá ngoài vũ trụ. Lần này mục tiêu của mình đó chính là tìm sắt. Nhưng mà đào banh cả cái thiên thạch này ra thì cũng chả nổi được một cục nào cả.
Thực sự. Rồi sau đó thì mình qua thử một cái thiên thạch khác nhỏ hơn. Thì ở đây mình tìm được rất là nhiều quặng aluminium. Mà hiện tại thì mình cũng chưa biết quặng aluminium này để làm cái quái gì cả. Nhưng mà cứ đào về thôi. Ít ra là nó cũng không phải là đá nữa, tại vì đào đá quá nhiều rồi. Ngày 26 đến 30, càng tiến sâu vào trong vũ trụ, thì mình còn phát hiện ra hai tảng thiên thạch băng khổng lồ nữa. Nó kiểu như hai cái vật hiếm, không một ngại là mình lao vào luôn để khám phá. Mình nghĩ là ở sâu những cái lớp tàn tích băng này thì sẽ có rất là nhiều đồ thú vị. Và quả thật không sai, ở trong cái tảng băng này thì nó có một cái kiểu thế giới thu nhỏ luôn. Mà ở ngoài nó còn có cả sắt nữa chứ. Tuyệt vời. Tìm bao nhiêu lâu không thấy, đến gần đây thì lại thấy cái cục sắt lơ lửng này. Lúc đi tìm thì không có, mà lúc không tìm thì nó lại ngay trước mắt. Không đợi chờ thêm một giây phút nào nữa, mình bắt đầu đập cái tảng băng này ra để khám phá bên trong nó có cái gì. Thì điều mình rất là bất ngờ, ở đây có đất. Nó như là một cái kiểu thế giới thu nhỏ luôn ý. Còn có cả cây xanh và một ổ quái vật luôn. Mình hơi cái quan ngại đám quái vật này, nên là mình sẽ không xuống đây khám phá đâu, mà chỉ đứng quan sát. Có lẽ là tới đồ mình mạnh, mình sẽ vào đây khám phá sau. Tại vì đây là chế độ siêu khó ý, chỉ có một mạng duy nhất thôi. Các bạn có thể thấy con cung nó bắn mình ấy, hai cái vào người thôi đã gần đi rồi, một cái nữa là chết luôn á. Mà chưa kể nhá, Creeper mấy cả zombie vũ trụ nữa, sợ lắm. Nên là mình quyết định không thể nào mà vào đấy để nghiên cứu chiến đấu được, tại vì chưa có một cái đồ gì VIP cả. Nếu mà các bạn thắc mắc là máu ở đâu thì nhớ nhìn bên phải màn hình nha. Ở trên là thanh máu, ở dưới là thanh thức ăn. Mà thanh kinh nghiệm là cái thanh dài ở dưới ấy. Đó, để ý kỹ nha. Không lại bảo, ủa, chơi siêu khó mà máu đâu. Các thứ thì mệt lắm. Sau đó thì mình lại tiến sang cái cục băng kia khám phá xem nó có cái gì nó khác không. Nhưng mà nói chung là nó vẫn giống y hệt kìa. Nói chung ở dưới này là một cái ổ quái vật rất là kinh khủng luôn. Giờ mà mình nhảy xuống đấy thì chẳng khác nào là tự sát cả. Các bạn không thể tưởng tượng nhá, cái con nhện kia nó còn có thể kiểu khều khều ấy, bay như không gian được, nó có thể tiếp cận mình được. Nên là đáng sợ lắm ấy. Các bạn không thể tưởng tượng được cái mức độ mà kiểu ghê ở đây đâu. Nhìn thì sơ sơ đấy thôi, nhưng mà cứ xuống rồi mới biết được. Sau đấy thì mình lại tiếp tục đi tìm sắt thôi. Theo mình nghiên cứu thì đi quanh quanh mấy tảng băng này tìm được rất là nhiều luôn ý. Kiểu mấy cục sắt nó lơ lửng ở ngoài, thế là mình cứ đi tìm thôi. Và quả thực không sai đâu mà. Ngay trước mắt mình kia kìa. Đó, tranh thủ đào về thật nhiều thôi. Ngày 31 đến 34, sau khi trở về nhà từ cái chuyến hành trình dài để tìm sắt, thì mình đã làm thật là nhiều cái lò nung để có thể nung được quặng sắt lên. Mà khá là khó hiểu nha, mình đào mãi không tìm được than, thế là mình lại phải dùng gỗ để tạo ra cái than củi vậy. Nói chung là quá trình để làm một cục sắt thực sự nó rất là mệt mỏi luôn, nên là mình rất là trân trọng đống sắt này. Sau đó thì mình còn chế tạo thêm mấy cái sàng nữa để có thể sàng lấy khoáng sản khác. Chứ bây giờ mà tiến vào vũ trụ để hòng đào được những cái kim loại khoáng sản khác thì đúng là kiểu mò kim đáy bể luôn. Thôi tốt nhất là cứ dùng cái sàng này vậy. Chế tạo lưới thì cũng đơn giản thôi. Sau đó thì bỏ sỏi bỏ cát vào thì là lọc ra được khoáng sản xịn xịn rồi. Nói chung là có cái lưới rồi, mà để có sỏi sàng thì nó còn vất vả và kỳ công hơn. Mình làm một cái gọi là máy nghiền ấy, bỏ đá vào thì nó sẽ nghiền ra sỏi. Mà mình nghĩ là dùng cái sỏi đó thì có thể cho vào lưới để lọc ra được khoáng sản. Mà nha, cái máy nghiền thì lại dùng than nữa. Trời ơi, thiếu thốn thực sự luôn. Nhìn này, nó chuẩn bị nghiền này, đập quen 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 rồi này. Đó. Đó. Đó, nghiền một lúc nó sẽ ra sỏi các bạn ạ. Đợi héo úa cả thanh xuân thì được vài cục sỏi, nhưng mà mang ra cái sàng thì rất tiếc là không sàng được, không hiểu tại sao luôn, cay thực sự. Rồi mình lại tiếp tục bỏ sỏi vào cái máy nghiền để nghiền sỏi ra thành cát. Và lần này thì mình không bỏ vào sàng nữa, mình chế tạo cái clay luôn. Clay là đất sét ấy, chỉ cần làm một cái xô này, múc nước, sau đó bỏ vào máy nghiền, kết hợp với cả cát nữa, đập chang 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 là một lúc là ra đất sét ngay. Rất là logic. Cái mod này nó thực sự rất là hay ở cái điều đấy. Mình rất thích những cái mod mà nó hay hay như vậy. Nhưng mà để tìm hiểu, để làm được một cái mod patch như này thì nó thực sự là rất khó khăn. Tại vì mỗi cái máy ở một mod thì nó lại khác nhau. Nên là bạn nào đã xem, đừng quên để lại cho mình một like và subscribe, ủng hộ cái công sức mình làm video vất vả cho các bạn nha. Sau đấy thì mình lại đập những cái khối đất sét ra để lấy vụn đất sét, kết hợp mấy cái vụn đất sét với cả bộ xương, đem đi nung lên thì sẽ được cái đồ sứ. Mà lấy cái này rồi thì mình có thể tạo ra được cái crucible bằng sứ. Nói chung là một cái nồi bằng sứ đấy.
có cái nồi này thì sẽ tạo ra được lava. Nói chung là kiểu đồ gốm chứ không phải đồ sứ đâu. Đồ gốm. Đấy. Xong rồi đặt cái nồi gốm này lên trên bếp lửa, sau đó bỏ đá vào thì mình có thể chế tạo ra được lava. Nói chung là nó hơi kỳ công một chỗ là kiểu đun đá ra để nó chảy ra những cái lava ấy. Mà đợi khá là lâu thì mình mới có thể được đầy một xô ấy. Sau khi mà đã có lava rồi ấy, thì mình múc thêm một số nước nữa để tạo ra cái Global Stone Generator. Nói chung là một cái loại máy farm đá. Nhưng mà cái công thức ở đây nó lại khác cái công thức ở trong cái Sky Factory 4. Công thức lần này thì dùng cúp đá để có thể chế tạo được ra cái Stone Generator đấy. Nói chung là đọc kiểu níu hết cả lưỡi vào mới có thể ra được cái đấy đấy. Chế tạo một đống cúp, sau đó thì kết hợp lại với cả một số nước và một số lava thì sẽ được ra một cái máy farm đá tự động. Đây, công thức nó sẽ là như thế này. Global Stone Generator. Mà nha, khoai ở một chỗ là mình cứ nghĩ là nó kiểu đặt dương lên là nó sẽ cho vào như bình thường, nhưng mà không phải, nên lại cần phải dùng cái phễu nữa. Cái máy là vừa chế tạo mất công, lại vừa lại phải dùng phễu nữa, nên là lắp đặt được cái một cái máy này thì khá là khoai. Đó các bạn thấy không? Sau khi mà có lượng đá ổn định từ cái máy farm đá này rồi thì mình bắt đầu đập sỏi để lấy đá lửa. Nhưng mà đập khá là lâu thì mới được ấy. Thì cái đá lửa này thì mình có thể nâng cấp cái lưới lên rồi, và sau đó thì bỏ bụi vào để có thể lọc lấy khoáng sản. Các bạn thấy không? Kỳ công thực sự, một cái mốt siêu kỳ công. Mặc dù nó không nghèo nàn, nhưng mà để giàu được thì nó mất công vãi cả trưởng. Nên suy ra vẫn là nghèo nàn thôi. Đó, mất công cát không được nên là phải bỏ bụi vào để có thể lọc. Mà nha, bụi thì không thể lọc được ở cái lưới thường nữa, phải lưới đá lửa mới lọc được. Đó, thấy mệt và mất công chưa? Ngày 41 đến 45 thì mình tiếp tục lấy đá ra để chế tạo thật là nhiều lava. Tại vì tới này sẽ có rất là nhiều việc cần dùng tới lava đó. Mấy cả nha, cái nguyên liệu đốt bằng gỗ của mình lười cũng lười đi chặt á, nên là cứ bỏ đá vào lấy xô lava đi đốt, nó cũng nhanh mà lại được lâu nữa. Sau đó thì mình có thử làm nước vĩnh cửu nữa, nhưng mà không được. Bằng một cái lý do thần kỳ nào đấy, hoặc là mình đã đặt sai cách chẳng hạn. Nhưng mà vẫn khá cay vì không có nước vĩnh cửu. Để tạo ra nước thì nó khá là mất công và tốn thời gian. May mà không có cái mốt gọi là khác đấy, chứ không thì mình cũng chẳng biết xoay sở như thế nào cả. Do là mình lọc khoáng sản được khá là nhiều kim cương ấy, thế là mình lại chế tạo thêm một cái dirt generator nữa. Nói chung đó là một cái máy farm bụi tự động, nó sẽ cho mình bụi. Sau này mình có cái gì kết nối vào từ cái máy này qua máy kia thì nó sẽ là một kiểu hệ thống tự động đấy. May mà có sẻng kim cương rồi thì mình chế tạo luôn cái dirt generator kiểu kim cương luôn. Nó sẽ cho mình nhiều bụi hơn, chuyên nghiệp hơn. Đó, nhanh không? Tốc độ thực sự luôn. Ngày 46 đến 49 thì mình mang đá đi để làm thêm một cái khu ở trên trời nữa. Tại vì nó khá là chật hẹp ấy. Thế là mình đã quyết định làm một khu ở ngoài cho nó thoáng, hít thở khí rời, xong rồi làm việc cho nó hiệu quả hơn. À, đây không phải khí rời nữa mà là khí vũ trụ luôn. Không biết diễn tả sao cho cái sự gọi là dở hơi này. Sau đó thì mình làm thêm crucible để làm một cái hệ thống nung lava tự động. Để có được cái hệ thống này thì mình cần phải chế tạo ra được những quặng vàng. Mà chế tạo quặng vàng thì chỉ cần bỏ vào máy ép đập với cả sắt quặng là nó ra được cái quặng vàng rồi. Và sau đó thì phải chế lấy mấy cái chai nữa. Sau đó là một cái công thức rất là khó để có thể tạo được một cái booster. Mà cái booster này thì nó sẽ kiểu như là cái đèn năng lượng mặt trời ấy, kiểu nhiệt nó kiểu gấp 20 lần cái đuốc bình thường. Đó, thấy 20 lần không? Có cái này rồi thì cái tốc độ mà để có được lava thì nó sẽ tăng lên rất là cao. Thế nên là mình đã chế thật là nhiều cái booster này kết hợp với cả crucible đặt ở trên để tạo ra một cái hệ thống nung lava tự động. Đó, nói chung là nó chỉ đơn giản như thế này thôi. Cho máy tạo đá từ trên xuống thẳng vào nồi luôn và nó sẽ nấu lava một cách nhanh chóng. Ngày 50 đến 63 thì mình chế tạo thêm một cái máy làm than tự động nữa. Nói chung là cái nguyên liệu để làm ra chất đốt thì mình cực kỳ thiếu, nên là cũng rất cần thiết. Sau đó thì mình nghiên cứu chế tạo thêm một cái sàng lọc tự động nữa, có thể tự động lọc bụi để ra khoáng sản. Nói chung là để chạy được cái máy này thì nó phải kết hợp với cái máy tạo than để tạo ra điện ấy, thì nối gần với nhau thì mới có năng lượng để có thể tự động được. Đấy, nó rất là phức tạp đúng không? Mình nói một lúc xong thì mình cũng không hiểu nữa rồi.
Nhưng mà cứ hiểu đơn giản là phải có nguồn điện kết nối với cái máy này thì mới có thể tự động lọc được. Và từ đó thì không phải động tay vào để lọc khoáng sản nữa. Nhưng mà nhá, cái thời gian để lọc được ra một tí khoáng sản thì nó thực sự nó rất là lâu luôn. Có thể nói là mất hơi bị lâu đấy. Cũng không biết diễn tả bằng bao nhiêu giây nữa, nhưng mà thế này là nó kiểu tự động rồi, không phải thủ công nữa thì nó cũng quá là xịn sò rồi. Ngày 64 đến 66 thì mình làm thêm mấy cái máy gọi là Ghost Grinder đó để nạp năng lượng cho cái máy lọc khoáng sản kia. Nói chung là càng nhiều điện thì cái máy đấy nó chạy càng nhanh. Và rồi chế thêm rớt để lọc ra lấy thêm thật là nhiều khoáng sản nữa, tại vì mình cũng cần khá là nhiều khoáng sản mà. Ngày 67 đến 69 thì mình chế tạo thêm bonsai từ cái chỗ đất nung mà thừa với cả sắt còn dư. Thì mình chế tạo được khá là nhiều bonsai. Nhưng mà khá cay ở một chỗ là có bonsai rồi nhưng mà lại không có đất để trồng. Thế là mình sực nhớ ra là ở bên cái thiên thạch băng ấy thì nó có đất, nên là mình đã quyết định chế tạo giáp và tìm đến đó để có thể lấy thêm đất. Nói chung là đồ mình cũng chế đơn giản thôi, tại vì nghèo khoáng sản thực sự luôn ấy. Tại vì còn chế máy móc này kia các thứ nữa mà. Sau đó thì mình chế được một cái giáp kim cương này, một cái giày bằng sắt này. Xong rồi kiểu nói chung là full đồ sắt với cả được thêm cái kiếm kim cương nữa. Không tệ đâu. Từ ngày 70 đến 79 thì mình tìm được một cái tảng thiên thạch băng. Nhưng mà hình như cái tảng thiên thạch băng này không phải cái tảng thiên thạch băng lần trước mình tìm thấy. Mình đào xuống đây thì nó lại có mỗi một con quái vật thôi. Thực sự rất là nực cười khi mà mình kiểu chuẩn bị đồ nghề giáp dụng các thứ đầy đủ để có thể đi đánh nhau với quái vật một cách gọi là nền nã, một cách gọi là gớm ghiếc. Nhưng mà có một con quái vật thôi, không bỏ gì cả. Chờ ghét thật sự. Nhưng mà thôi, nói chung là cũng đơn giản để lấy được đất thì cũng đỡ mất công. Nói chung là không sao cả. Thế là mình lấy được đất một cách dễ dàng. Và sau đó thì mình cứ xúc đất thật lực thôi, tranh thủ càng được nhiều càng tốt. Ngày 80 đến 87 sau khi trở về nhà, mình đã bỏ ngay đất vào cái bonsai để có thể trồng cây tự động được. Nhưng mà cái đất trồng cây ở ngoài vũ trụ này mình cảm giác thấy nó khá là kiểu đần độn, hơi yếu hay sao ấy, kiểu không thích hợp môi trường để cây nó có thể sinh trưởng và phát triển ấy. Nên là cái tốc độ để mọc được với cây thì nó thực sự rất là lâu. Nhưng mà thôi, giờ thì méo mó có còn hơn không. Nó lâu nhưng mà ít ra thì nó vẫn là kiểu tự động ấy. Nói chung là vẫn có một phần nào đó an ủi, không phải động tay động chân vào là được rồi. Sau đấy thì mình lấy đá còn làm thêm một khu phong quái nữa. Nói chung là làm một cái khu gọi là đơn giản thôi, tại vì cái này là trên không trung ấy, nên là nó cũng spawn rất là nhiều, không phải làm một cái gọi là máy phong quái cầu kỳ đâu. Đó, các bạn thấy không? Nó cũng ra khá là nhiều rồi đây này. Ngày 89 đến 93 thì mình còn chế tạo thêm đường ray và xe mỏ để sửa lại khu farm nữa. Nói chung là khá mất thời gian và tốn công. Sau một thời gian thì trông nó như thế này. Đấy, đồ nó tự động rơi vào dương này. Chuyên nghiệp chưa? Ngày 94 đến 99 thì mình nâng cấp hết tất cả cái dương gỗ lên là dương sắt để cho nó chứa được nhiều. Cũng bởi vì là mấy cái máy farm của mình ấy, nó farm cũng gần như đầy hết rồi. Sau đó thì mình còn chế tạo một cái máy nung than tự động từ cái bonsai nữa. Nói chung là kết hợp đầu óc vào thì nó cũng đơn giản hơn rất là nhiều. Khi mà bonsai mà kiểu cây trong đấy lớn ấy thì nó ra gỗ, xong rồi gỗ nó sẽ tự động bỏ vào lò. Thế là nó cứ nung liên tục thôi. Vậy là mình đã có than tự động. Sau đó thì mình làm thêm một cái hệ thống gọi là vừa tạo quặng xong rồi vừa bỏ vào máy tự động gọi là sàng lọc. Đấy, nói chung là rất là cầu kỳ và tốn công. Mà để xây dựng được cái hệ thống cầu kỳ khổng lồ như này thì cũng khá là tốn nhiều thời gian của mình. Nhưng mà cái kết quả thu lại được thì khá là ok, tại vì mỗi cái thùng này thì sẽ có rất là nhiều khoáng sản ấy. Sở hữu được nhiều nguyên liệu như vậy thì mình sẽ tiếp tục nâng cấp bản thân và update cái gọi là chiến hạm của mình lên. Biết đâu sau này lại có đánh nhau gì thì sao. Ngày thứ 100 thì mình lại tiếp tục mở rộng cái căn cứ của mình ra. Nói chung là 100 ngày này thì nó vẫn còn rất là yên bình và còn rất là nhiều thứ để khai thác ở trong cái mod pack này. Và nếu các bạn nào thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để mình có động lực làm 200 ngày tiếp theo. Những cái cuộc chiến giữa các vì sao liên thiên hào, những cái thứ gọi là kinh khủng mình sẽ bỏ vào. Ok, và tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những series tiếp theo. Bye bye.